Kiên Phật tương hảo đương nguyện chúng sanh thành tựu phân thân chứng vô thượng pháp. A mô ni mô ni tam mô ni. A mô ni mô ni tam mô ni ta Phật. A mô ni mô ni tam mô ni ta Phật. Chí tâm đảnh lễ nam mô tằng hư. Phạm giới quá hiền về lai thập phương chư Phật. Hiền thành tăng thượng trụ tâm bảo. Chí tâm đảnh lễ ơi nam mô ta bà giáo chủ điều ngự. Ca mô ni Phật đương lai hà sanh di lặc tôn Phật. Trí văn thủ sư lời Bồ Tát đại hạnh phổ hiền bồn. Hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Ca
Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Hồi thượng Phật Bồ Tát ấy Nam Mô Đại Bi. Hồi thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Ấn Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thương Bắn Ra Dạ Bồ Đề Tạng Đoà Bà Dạ Ma Ha Tạng Đoà Bà Dạ Hà Ca Lô Ni Ca Giang Tăng Bằng Ra Phật Về Số Đắc Na Đăng Tọa Nam Mô Tân Kiết Lật Đòi Thì Mông Ma Rì Giá Bà Lô Yên Đế Thân Phật Ra Lăng Đa Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Hệ Rì Ma Bằng Đa Sa Mê Tát Bài A Tha Đâu Vô Bằng A Thề Dân Tạng Ba Tăng Đa Na Ma Bà Già Ma Phật Đặc Đầu Đăng Điện Thắng A Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Di Hê Rì Ma Bồ Đề Tăng Đoà Tát Bà Tăng Ba Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rì Đà Dân Cô Lô Cô Lô Yên Mông Đồ Lô Lô Phật Xà Gia Đế Ma Phật Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Đi Rì Ni Thắng Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma 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 Ra Môn Đế Lệ Thân Na Thân Na Ra Sâm Phật Ra Xá Lời Xá Phật Sâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hê Rì ta ra tấn rì tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đa ya bồ đa ya di đế rì ya na ra cận trì địa rì sanh ni na ba ya ma na ta ba ha tấn đa ya ta ba ha ma ha tấn đa ya ta ba ha tấn đa vô nghề Thất Bằng Ra Gia Ta Bà Ha Na Ra Cấm Trì Ta Bà Ha Ma Ha Na Ra Ta Bà Ha Đăng Ra Tăng A Mùng Khử Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha Tăng Đa Gia Ta Bà Ha Gia Kiện Ra Tăng Đa Gia Ta Bà Ha Bà Đà Ma Yên Tăng Đà Gia Ta Bà Ha Na Ra Cấm Trì Bạn Đà Ra Gia Ta Bà Ha Ma Bà Đại Tăng Yên Ra Gia Ta Bà Ha Nam Mô Hằng Ra Đăng Na Đà Ra Gia Gia Nam Mô A Rì Gia Ba Lô Yên Đê Thương Bạn Ra Gia Ta Bà An Tất Điện Đô Mạng Đà Ra Bằng Đà Già Ta Bà Ha Tân Điện Đồ Mang Đà Ra Bằng Đà Già Ta Bà Ha Tân Điện Đồ Mang Đà Ra Bằng Đà Già Ta Bà Ha Nam Mô Năng Hạng Phục Phật Nam Mô Phật Nam Mô Năng Thành Phật Nam Mô Năng Thành Phật Nam Mô Năng Lượng Phật Nam Mô Nam Mô Đoạn Chướng Ác Phật Nam Mô Đoạn Chướng Ác Phật Nam Mô Câu
Phật. Nam mô Câu Tô Ma Thành Phật. Nam mô Cam Lộ Thành Phật. Nam mô Cam Lộ Thành Phật. Nam mô Bảo Thành Tổ Phật. Nam mấy mô Bảo Thành Đà Tổ Phật. Nam mô Công Đức Thành Tổ Phật. Nam mấy mô Công Đức Thành Đà Tổ Phật. Nam mô Nhật Thành Tổ Phật. Nam mấy mô Nhật Thành Đà Tổ Phật. Nam mô Hoa Thành Tổ Phật. Nam mô Hoa Thành Đà Tổ Phật. Nam mô Thành Tổ Lạc Hữu Phật. Nam mấy mô Thành Đà Tổ Lạc Hữu Phật. Nam mô Thành Tổ Công Đức Phật. Nam mô Thành Đà Tổ Công Đức Phật. Nam mô Đại Thắng Phật. Nam mô Đại Thắng Phật. Nam mô Thượng Diệu Vương Phật. Nam mô Vô Cấu Phật. Nam mô Vô Cấu Phật. Nam mô Ly Chư Chương Phật. Nam mô Bà Lầu Na Phật. Nam mấy mô Bà Lầu Na Phật. Nam mô Bà Lầu Na Thiên Phật. Nam mấy mô Bà Đầu Na Thiên Phật. Nam mô Dòng Mạnh Tiên Phật. Nam mấy mô Dòng Mạnh Tiên Phật. Nam mô Tịnh Tấn Tiên Phật. Nam mấy mô Tịnh Tấn Tiên Phật.
Phật. Nam mô Bồ Câu Tiên Phật. Nam mô Kim Cang Tiên Phật. Nam mô Kim Cang Tiên Phật. Nam mô Quang Nhãn Phật. Nam mô Quang Nhãn Phật. Nam mô Vô Chướng Ngại Phật. Nam mô Vô Chướng Ngại Phật. Nam mô Trụ Phật. Nam mô Trụ Thanh Tịnh Phật. Nam mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức Bảo Phật. Nam mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức Bảo Phật. Nam mô Thiện Tích Phật. Nam mô Thiện Tích Phật. Nam mô Thiện Tư Nghĩa Phật. Nam mô Thiện Tư Nghĩa Phật. Nam mô Thiện Hóa Phật. Nam mô Thiện Hóa Phật. Nam mô Thiện Ái Phật. Nam mô Thiện Ái Phật. Nam mô Thiện Nhãn Phật. Nam mô Thiện Nhãn Phật. Nam mô Thiện Thân Phật. Nam mô Thiện Thân Phật. Nam mô Thiện Hạnh Phật. Nam mô Thiện Hạnh Phật. Nam mô Thiện Sanh Phật. Nam mô Thiện Sanh Phật. Nam mô Thiện Hoa Phật. Nam mô Thiện Hoa Phật. Nam mô Chiên Đàn Phật. Nam
Phật. Nam mô Thiện Hương Phật. Nam mô Thiện Thinh Phật. Nam mô Thiện Thinh Phật. Nam mô Thiện Tỳ Phật. Nam mô Thiện Tỳ Phật. Nam mô Thiện Quang Phật. Nam mô Phật. Nam mô Thiện Sơn Phật. Nam mô Công Đức Sơn Phật. Nam mô Công Đức Sơn Phật. Nam mô Bảo Sơn Phật. Nam mô Bảo Sơn Phật. Nam mô Trí Sơn Phật. Nam mô Trí Nam mô Thắng Sơn Phật. Nam mô Thắng Sơn Phật. Nam mô Thượng Sơn Phật. Nam mô Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Đại Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Đại Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Trang Nghiêm Phật. Nam mô Nam mô Thật Trung Phật. Nam mô Thật Trung Phật.
Phật. Nam mô Kim Cang Tế Phật. Nam mô Tế Kim Cang Phật. Nam mô Tế Kim Cang Phật. Nam mô Tế Kim Cang Kiên Phật. Nam mô Tế Kim Cang Kiên Phật. Nam mô Hàng Phục Ma Phật. Nam mô Hàng Phục Ma Phật. Nam mô Bất Không Kiến Phật. Nam mô Bất Không Kiến Phật. Nam mô Ai Kiến Phật. Nam mô Ai Kiến Phật. Nam mô Hiền Kiến Phật. Nam mô Nam mô Thiện Kiến Phật. Nam mô Thiện Kiến Phật. Nam mô Đại Thiện Kiến Phật. Nam mô Nam mô Phổ Kiến Phật. Nam mô Phổ Kiến Phật. Nam mô Vô Câu Kiến Phật. Nam mô Vô Nam mô Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Phật. Nam mô Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Phật. Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Phật. Nam mô Kiến Nhân Thiết Nghĩa Phật. Nam mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật. Nam mô Đoạn Nhân Thiết Chướng Ngại Phật. Nam mô Đoạn Nhân Thiết Chúng Sanh Bệnh Phật. Nam mô Đoạn Nhân Thiết Chúng Sanh Bệnh Phật. Nam mô Nhất Thiết Thế Gian
Nam mô Thượng Diệu Phật. Nam mô Thượng Diệu Phật. Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam mô Nhật Thiết Tam Muội Phật. Nam mô Đồ Nhất Thiết Nghi Phật. Nam mô Đồ Nhất Thiết Nghi Phật. Nam mô Đồ Nhất Thiết Pháp Phật. Nam mô Đồ Nhất Thiết Pháp Phật. Nam mô Bậc Thủ Chư Pháp Phật. Nam mô Bậc Thủ Chư Pháp Phật. Nam mô Nhất Thiết Thanh Tịnh Phật. Nam mô Nhất Thiết Thanh Tịnh Phật. Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Phật. Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Phật. Nam mô Nhất Thiết Thông Phật. Nam mô Nhất Thiết Thông Phật. Nam mô Hòa Thông Phật. Nam mô Hòa Thông Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Thọ Đề Phật Tăng Thông Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Thọ Đề Phật Tăng Thông Phật. Nam mô Cầu Tô Ma Thông Phật. Nam mô Cầu Tô Ma Thông Phật. Nam mô Thâm Vương Phật. Nam mô Thâm Vương Phật. Nam mô Trụ Trì Thân Trí Tuệ Phật Tăng Thông Phật. Nam mô Hải Trụ Trì Thân Trí Tuệ Phật Tăng Thông Phật. Nam mô Đại
Nam mô Thượng Quang Phật. Nam mô Thượng Quang Phật. Nam mô Thượng Vi Diệu Phật. Nam mô Thượng Bậc Kinh Phật. Nam mô Thượng Bậc Kinh Phật. Nam mô Thượng Ưu Phật. Trang nghiêm của trăm phương
đức tương tốt tròn đầy, đem nhân chuyện công đức lễ phần này nguyện đằng thân trang nghiêm của trăm phương tương tôn trọn đầy pháp thân chư Phật tương bắp tay nại chúa y ni duyên nhọn tốt con và chúng sanh nguyện đều thành tựu pháp thân chư Phật tương bấm tay này chúa y ni duyên nhọn tôn con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính tinh điều Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Quán Tự Tại Khi Quán Chiếu Thâm Sâu. Bát Nhã Ba La Mật Tấn Diệu Phạm Trí Đồ Bồng Soi Thấy Năm Uẩn Điều Không Có Tự Tánh Thân Chứng Điều Ấy Sống Ngài Vượng Thoát Tất Cả Mọi khổ đau ách nạn nghe đây xa lời tự sanh chẳng khác gì không không chẳng khác gì sanh sanh chính thực là không không chính thực là sanh còn lại muôn uẩn kia cũng đều như vậy cả xa lời tự nghe đây thề mọi pháp đều không không sanh cũng không về không nhớ cũng không sanh không thêm cũng không bớt cho nên trong tánh không không có sắc thọ tưởng cũng không có hành thân không có nhận nhị tiền thân ý sáu căn không có sắc thanh hương vị sống pháp số trần không có mười tám giới từ nhàn đến ý thân không hề có vô minh không có hết vô minh cho đến không lào tự cũng không hết lào tự không khổ tập diệt đạo không trí cũng không đắc vì không có sơ đắc nên khi vị Bồ Tát nương diệu pháp tri đồ Bát Nhã Ba La Mật thì tâm không chướng ngại vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi xa lìa mỗi mộng tưởng xa lìa mỗi điên đau đạt niết bàn tuyệt đối chư Phật trong ba đời diệu pháp tri đồ Bát Nhã Ba La Mật nên đăng vô thượng gian vậy nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần là linh chú đại minh là linh chú vô thường là linh chú tuyển định là chân lý bất vọng có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn cho nên tôi muốn thuyết câu thần chủ trí đồ Bát Nhã Ba La Mật nói xong đừng Bồ Tát liền đồng thần chú rằng yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế Bồ Đề Tà Bà Ha Yên Đề Ba La Yên Đề Ba La Yên Đề Ba La Tăng Yên Đề Bồ Đề Tà Bà Ha Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Ni Già Đa Di Đề Đô Bà Tì A Di Đề Đa Tấn Đâm Bà Tì A Di Đề Đa Tì Ca Lăng Đề A Di Đề Đa Tì Ca Lăng Đa Già Di Đề Già Già Đa Di Đa Ca Lê Ta Bà Ha
Nam mô A Di Đà Phật Ya Đa Tha Ya Đa Ya Đề Ya Tha Ye Re Đô Bà Tề Ye Re Đa Tất Nam Bà Tề Ye Re Đa Tề Ca Lăng Đê Ye Re Đa Tề Ca Lăng Đa Ya Ye Re Ya Ya Na Di Đa Ca Lê Ta Bà Nam mô A Di Đà Phật Ya Đa Tha Ya Đa Ya Đa Đi Ya Tha Ye Re Đô Bà Tề Ye Re Đa Tất Nam Bà Tề Di Lê Đa Tề Ca Lăng Đê A Di Lê Đa Tề Ca Lăng Đa Ya Di Lê Ya Ya Na Di Đa Ca Lê Ta Ba Tiêu Tai Kiếp Tường Thần Chú Nắng Bồ Tát Bằng Đà Mâu Đà Nam Ma Bán Ra Đề Hà Đa Giá Ta Nặng Nồng Nặng Điện Thần Khe Ông Ông Nhầm Và Ra Nhầm Và Ra Bán Ra Nhầm Và Ra Bán Ra Nhầm Và Ra Đề Sáng Sa Đề Sáng Sa Sáng Trí Đề Sáng Trí Đề Ta Vẫn Tra Ta Vẫn Tra Phiến Đề Ca Thất Rì Về Ta Ba Nắng Bồ Tát Nam Bằng Đa Mâu Đà Nam Ma Bán Ra Đề Hà Đa Xá Ta Nặng Nồng Nặng Điện Thần Khe Hồng Ông Nhầm Và Ra Nhầm Và Ra Bán Ra Nhầm Và Ra Bán Ra Nhầm Và Ra Đề Sẵn Xá Đề Sẵn Xá Sẵn Trí Rì Sẵn Trí Rì Ta Vẫn Tra Ta Vẫn Tra Viên Đề Ca Tấn Rì Về Ta Ba Nam Mô Tam Bằng Đa Mâu Đà Nam Ma Bán Ra Đề Hà Đa Xá Ta Nặng Nồng Nặng Điện Thần Khe Hồng Ông Nhầm Và Ra Nhầm Và Ra Bán Ra Nhầm Và Ra Bán Ra Nhầm Và Ra Đề Sẵn Xá Đề Sẵn Xá Sẵn Trí Rì Sẵn Trí Rì Ta Vẫn Tra Ta Vẫn Tra Viên Đề Ca Tấn Rì Về Ta Phạm Nguyện ngày an lành đêm an lành ở đêm ngày sau thời đều an lành tất cả căn thời đều an lành đã xin đấng từ bi thượng gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành ở tất cả các thời đều an lành xin nguyện tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành ở đêm ngày sau thời đều an lành tất cả các thời đều an lành ở xin nguyện hộ pháp thượng gia hộ Nam mô Tiêu Tai Giang Kiến Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giang Kiến Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giang Kiến Tường Bồ Tát. Lễ Phật tâm thanh tịnh tạo công đức vô biên. Đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền pháp môn xin nguyện hồng mà ân ơn nghĩa xin nguyện đền phiền não xin nguyện đoàn quả Phật xin nguyện thành Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tắc Đại Chứng Minh Nam mô Đại Từ Bi Linh Cảm Mừng Quan Thế Âm Bồ Tát Tắc Đại Chứng Minh Ngưỡng nguyện Phật Pháp sáng soi cho người người bớt khổ trầm luân. Mưa thuận gió hòa cho nhà nhà bớt cơn đói khổ. Từ
tâm rộng mở thế giới thanh bình, gia đạo an khang vàng sự kiết tường như ý. Hiện tiền đệ tử chúng con tiêu tai tiêu nạn tật bệnh tiêu trường, mạng về bình an hồi hương công đức kỳ siêu, chư hương linh qua vạn hộ danh vô về hộ về vô danh, chư hương linh ký tự tại tu viện bồ đề, nguyện chư hương linh trượng thừa phật lực nghe kinh kề, tổ ngộ nguồn chân siêu sanh tịnh độ, phổ nguyện âm siêu dương tới hải hạ thanh, pháp giới chúng sanh tề thành phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Trời A Tu La già xóa thầy đến nghe pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ Phật pháp kiến thường còn, mỗi vị siêng tu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chốn này. Hằng trên đấng liền hoàng hứa không ma thượng với người đời sanh tư tâm, ngày đêm từ mình nướng pháp ở nguyện các thế giới thượng an ổn. Phương trí vô biên lời quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ, xa lìa các khổ về viễn tịch, hằng dùng giới hương do vong sáng, thường dình đình phục để dùm thân. Hoa màu bồ đề khâm trang nghiêm, tùy theo chùa thượng án làng. Nam mô tối tà phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát. Nam mô tối tà phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát. Nam mô tối tà phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma tăng. Từ quý phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Từ quý pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tàng trí tuệ như biển. Từ quý tăng xin nguyện chúng sanh tâm ý hòa hợp hơn thầy không ngài. Nguyện đem câu đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.